Kính thưa quý thính giả, như quý vị cũng biết, thứ năm ngày 17 tháng 3 là ngày lễ kính mừng Thánh Patrick. Hôm nay, Hoa Anh Quốc xin được trình bày tổng quát về ông Thánh Patrick và ngày lễ kính mừng ông Thánh này. Ngày lễ kính mừng Thánh Patrick 17 tháng 3 là một ngày quốc lễ lớn nhất tại nước Ái Nhĩ Lan. Ngày này là ngày mà ông Thánh Patrick, lúc đó là một nhà truyền giáo, đã chết vì đạo, vì công cuộc truyền giáo của ông tại đất nước Ái Nhĩ Lan. Ông Thánh Patrick sanh tại nước Anh vào những năm 385 sau Công Nguyên trong một gia đình rất giàu có. Vào lúc ông được 16 tuổi, gia đình của ông đã bị một băng cướp biển người Ái Nhĩ Lan xông vào nhà, cướp của và bắt giết rất nhiều người trong gia đình của ông. Rất may, Patrick lúc đó không bị giết chết. Cậu bé Patrick đã bị băng cướp biển đó bắt sống và đem về nước Ái Nhĩ Lan. Tại nước Ái Nhĩ Lan, Patrick đã bị giam lỏng trong vòng 6 năm trời. Trong thời gian đó, Patrick đã bị bắt chăn đoàn cừu mà bọn cướp biển lấy được từ các vùng lân cận. Xa thành thị, xa phố xá, sống ẩn dật, nhưng ông luôn bị hành hạ về mặt tinh thần cũng như về mặt thể xác. Và để chống trả lại những cực hình đó, ông đã tìm được một nguồn an ủi mới bên cạnh đàn cừu và những người cực kỳ tàn ác mà ông đã phải sống cùng. Nguồn an ủi mới đó chính là Thiên Chúa, đấng mà ông tin là tác giả của trời và đất. Và bây giờ, Hoàng Anh Quốc xin mời quý thính giả nghe một đoạn nhạc đồng quê của người dân Ái Nhĩ Lan. Vâng, trở lại cuộc sống tâm linh của Patrick, một điều đáng nhớ là đức tin của ông lúc đó đã bám chặt vào Thiên Chúa, mặc dù ông chưa hề theo đạo Công giáo. Trong nhật ký mà ông đã viết, ông nói là ông đã ngày đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa như những lời tâm sự với Ngài. Nhờ thế mà tinh thần của ông luôn được giữ vững. Và một ngày kia, ông đã chạy trốn được, thoát khỏi vuốt móng của quân cướp biển người Ái Nhĩ Lan. Cũng theo cuốn nhật ký của ông, cuộc đào thoát của ông thành công là nhờ Thiên Chúa đã báo mộng, nói cho ông biết rằng giờ điểm đã đến. Có nghĩa là ông phải rời khỏi nước Ái Nhĩ Lan, trở về quê của ông, bắt đầu một công việc mới mà Thiên Chúa đã chuẩn bị trước cho ông. Patrick đã phải đi bộ gần 200 dặm từ County Mayo, nơi mà ông đã bị giam lỏng từ 6 năm nay, đến bờ biển Ái Nhĩ Lan. Và đó là một cuộc hành trình đầy gian nan và thử thách. Thiếu mọi thứ, lương thực và nước uống. Cộng vào đó, quân cướp Ái Nhĩ Lan luôn xua quân, đuổi theo ông. Nhưng cuối cùng thì ông cũng đã thành công đến được nước Anh. Khi đến nước Anh, cũng từ trong quyển nhật ký của ông, chúng ta biết được là ông lại được Thiên Chúa báo mộng, yêu cầu ông phải trở lại nước Ái Nhĩ Lan để đặt nền tảng cho công cuộc truyền giáo tại đất nước này. Và để chuẩn bị cho cuộc truyền giáo đó, ông đã phải theo học đạo Công giáo trong vòng 15 năm để được truyền 7 chức thánh và trở thành linh mục thừa sai của đạo Công giáo. Trước khi tiếp tục câu chuyện về ông thánh quan thầy của người Ái Nhĩ Lan, Hoàng Anh Quốc xin gửi đến quý thính giả một đoạn nhạc dân tộc của người Ái Nhĩ Lan. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Near bed.
shepherds keep their flocks of lambs and feeding sheep, to whom God's angels did appear, which put the shepherds in great fear. Arise and go, vâng, vào thời của ông Thánh Patrick, lúc đó đại đa số những người Anh Ý Lan không biết đạo Công giáo. Họ chỉ tin và thờ vào những vị thần thiên nhiên như là thần lửa, thần nước, thần mặt trời, vân vân. Vốn đã quen thuộc với ngôn ngữ, phong tục, tập quán của người Anh Ý Lan, ông đã dùng những giai điệu truyền thống của đất nước này viết lên những bài cầu nguyện để những người Công giáo thời đó dùng trong các buổi lễ. Như đã nói trước, người Anh Ý Lan coi lửa là một hiện tượng thiêng liêng. Vâng, họ đã dùng lửa trong các buổi lễ truyền thống. Patrick đã không trừ khử những tập tục truyền thống này. Trái lại, ông đã ghép những tập tục đó vào những nghi thức của đạo Công giáo, vì ông cho rằng tính cốt yếu của đạo Công giáo đó là Thiên Chúa. Còn những nghi thức bề ngoài chỉ là những hình thức mà con người dùng làm ngôn ngữ để tâm sự cùng với Thượng Đế mà thôi. Mặt trời là một hình ảnh rất được tôn kính tại đất nước Anh Ý Lan. Patrick đã ghép hình ảnh của mặt trời vào chính giữa cây thập tự giá của đạo Công giáo và gọi đó là thánh giá dành riêng cho nước Anh Ý Lan. Và đến bây giờ, cây thánh giá đó được gọi là thánh giá Celtic. Celtic là một vùng đất của nước Anh Ý Lan.
Vâng, những ý tưởng dùng các phong tục, tập quán của người Anh Ý Lan vào đạo Công giáo được người dân Anh Ý Lan rất là hưởng ứng. Nhờ thế mà số người theo đạo Công giáo tại nước này ngày càng tăng lên. Trong thời gian ông cư ngụ tại Anh Ý Lan, ông đã được Tòa Thánh La Mã phong ông lên làm chức giám mục. Thưa quý thính giả, đó là những chi tiết mà chúng ta biết được từ sách vở. Song song đó, người dân Anh Ý Lan vì quá thương kính vị Thánh đã mang cho họ một tôn giáo mới. Vì thế họ đã truyền tụng nhau những giai thoại về vị Thánh này. Một trong những câu chuyện đến nay vẫn còn được truyền tụng là việc Thánh Patrick đã đuổi tất cả những con rắn độc ra khỏi đất nước Anh Ý Lan để cho dân chúng nước này thoát khỏi nạn rắn độc cắn trong thời gian ông đã cư ngụ tại nước này. Vì thế trong những hình ảnh ngày nay, ông Thánh Patrick luôn được vẽ cùng với những con rắn ngoằn ngoèo dưới chân của ông là để biểu tượng cho giai thoại chúng ta vừa nhắc đến. Như chúng ta cũng biết, ngày lễ kính Thánh Patrick lại rơi vào đúng vào mùa chay của đạo Công giáo. Tại nước Anh Ý Lan và trong ngày lễ kính mừng Thánh Patrick 17 tháng 3 thì buổi sáng người dân đi lễ và buổi chiều thì họ cùng nhau ăn mừng Tết. Vì là mùa chay nên họ không được ăn thịt, họ chỉ ăn các món làm từ các loại rau, trong đó rau cải lại được ưa thích nhất. Trong ngày lễ kính Thánh Patrick, những người dân Anh Ý Lan thường hay làm những cuộc diễn hành hoành tráng trong đồng phục màu xanh lá cây. Một điều thích thú là cuộc diễn hành đầu tiên được ghi nhận không phải là trên đất nước Anh Ý Lan mà là tại nước Hoa Kỳ. Lúc đó cũng là ngày 17 tháng 3 năm 1762. Những quân binh Anh Ý Lan phục vụ trong quân đội Hoàng gia Anh đã tổ chức một cuộc diễn hành lớn nhất vào thời đó tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Cũng với những điệu nhạc vui nhộn của đất nước này, cuộc diễn hành đầu tiên đó đã giúp cho những người Anh Ý Lan trong quân đội nói riêng và toàn thể dân cư sống quanh vùng New York lúc đó kết hợp lại với nhau để cùng nhớ lại nguồn gốc tổ tiên của mình. Cuộc tổ chức đó đã thành công ngoài sức tưởng tượng và từ đó vào mỗi năm họ lại đều tổ chức những cuộc diễn hành và những cuộc thi nhảy gõ giày vào sàn rất là vui nhộn. Và sau đây, Hoàng Anh Quốc xin mời quý thính giả nghe một đoạn nhạc mà người Anh Ý Lan dùng để nhảy điệu gõ giày vào sàn trong những dịp lễ Tết của họ. Sau đây là một đoạn nhạc mà người dân Anh Ý Lan dùng để làm nhạc đệm cho các buổi nhảy truyền thống. Xin mời quý vị cùng nghe. Về mặt chính trị thì ngày lễ Saint Patrick cũng được rất nhiều chính khách quan tâm. Cụ thể là vào năm 1948, Tổng thống Truman là Tổng thống Mỹ đầu tiên đã dự cuộc diễn hành nhân dịp ngày lễ Tết Thánh Patrick để củng cố địa vị của ông trong cộng đồng người Anh Ý Lan và để chống lại sự kỳ thị giữa các chủng tộc Hoa Kỳ. Và tại Hoa Kỳ, có đến 5 Tổng thống là có gốc người Anh Ý Lan. Còn tại Quebec, tiểu bang mà chúng ta đang sống, theo thống kê thì có đến 40% dân số có thể có nguồn gốc tổ tiên là người Anh Ý Lan. Vào thế kỷ thứ 19, những người Anh Ý Lan đã phải rời khỏi đất nước của mình vì những nạn đói đã xảy ra tại nước này. Cộng vào đó, những cơn dịch đã liên tiếp càn quét đất nước này. Nhưng đó chỉ là quá khứ. Hiện nay, người Anh Ý Lan đã hòa mình vào trong cuộc sống Âu Mỹ đến mức có lẽ chính họ cũng không biết nguồn gốc của mình là đâu. Tại Montreal, thành phố mà chúng ta đang sống, có đến 6 vị thị trưởng cũng có nguồn gốc là người Anh Ý Lan. Như quý thính giả cũng biết, ngôn ngữ của người Anh Ý Lan là tiếng Anh, nhưng giọng của họ rất đặc biệt và âm nhạc của họ cũng rất tinh tế, có rất nhiều luyến và láy, trầm, bổng. Dân Anh Ý Lan là dân du mục, vì thế âm nhạc của họ cũng rất đậm nét đồng quê. Để cảm nhận được điều đó, Hoàng Anh Quốc xin quý thính giả nghe một đoạn nhạc dân ca của người dân Anh Ý Lan.
Kind of friends and companions, come join me in rhyme. Come lift up your voices in chorus with mine. Come lift up your voices, all grief to refrain. For we may or might never all meet here again. So here's a health to their company and one to my lass. Let's drink and be merry all out of one glass. Let's drink and be merry, all grief to refrain. For we may or might never all meet here again. Ngày nay, Thánh Patrick được chọn là quan thầy của người Anh Ý Lan, và ông cũng là vị thánh bảo trợ cho những người kỹ sư hành nghề để giải quyết những vấn đề nan giải về kỹ thuật. Thưa quý thính giả, đó là những nét cơ bản về ông Thánh Patrick. Hoàng Quốc xin được kính chào quý vị và xin được góp chuyện cùng quý vị trong những dịp tới.